Xin chào quý các bạn, trên tay mình đây là nắp lưng của LG V40 bị vỡ lỗi, nhìn rất là khủng khiếp như này. Đó. Hiện tại Di Động Cao Cấp .vn đang là một trong đơn vị cung cấp tất cả các loại nắp lưng của điện thoại LG nói chung và LG V40 nói riêng, thay mới cho các bạn khi cần. Phần nắp lưng của LG V40 thì làm hoàn toàn bằng kính. Đó. Do đó khi mà rơi vỡ, quý vị các bạn rất là dễ rơi vỡ, do đó quý vị các bạn cẩn thận khi sử dụng. Đó. Phần màn hình của điện thoại LG V40 thì nó cũng làm kính cường lực rồi, và nắp lưng thì làm kính thường thôi, do đó mình khi bạn làm rơi và đập vỡ thì nó sẽ tanh bành như này. Khi bạn gặp lỗi sự cố rơi và đập vỡ gây ra vỡ nắp lưng trên LG V40, các bạn vui lòng liên hệ 0963 4534, kỹ thuật viên từ Di Động Cao Cấp .vn sẽ tư vấn rất cụ thể chi tiết cho các bạn. Hiện tại chúng tôi có đủ tất cả các màu, màu đen, màu trắng, màu xanh, màu vàng trên LG V40 để có sẵn từ Di Động Cao Cấp .vn. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới nắp lưng của máy cho LG V40, quý các bạn vui lòng liên hệ 0963 4534. Xin cảm ơn quý vị và bạn. Đứng khách hàng ở xa có điều kiện đến với Di Động Cao Cấp .vn. Quý các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD, chúng tôi ship đến tận địa chỉ khách hàng yêu cầu. Quý hàng nhận được, quý hàng thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị và bạn xem video tại Di Động Cao Cấp .vn.